Xin chào, tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ngày hôm nay ha. Ngày hôm nay thì mình được thưởng thức cái món ốc heo chân với gốc hành nha các bạn. Đây là món ốc heo chân với gốc hành do bà Tám làm cho mình nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thưởng thức cái món này. Mình mời tất cả các bạn cùng thưởng thức với mình ha. Rất là ngon nha các bạn. Đây có hai cái ốc heo. Đây là những cái gốc hành nha các bạn. Còn xung quanh đây là tiêu. Rồi nói chung là muối, đường, bột ngọt này, những cái gia vị đây là bà Tám anh em cũng vừa ăn rồi. Bây giờ mình thưởng thức, mình mời tất cả cùng thưởng thức với mình ha. Rồi bắt đầu nghe các bạn. Quá là ngon luôn các bạn ơi. Đang ăn cái cọng hành chứ ơi. Ngon quá. Béo quá các bạn ơi. Này là hai cái ốc heo nha các bạn. Hai cái ốc heo có để chung đựng chén. Quá ngon. Ngon quá các bạn ơi. Cọng hành này nó thấm vô, thấm cái nước gia vị, cái dốc heo nữa, ngon. Có chút tiêu nữa, nó cay cay, quá là ngon. Ngon lắm các bạn. Các bạn mà có điều kiện thì mua về làm thử nha các bạn. Ốc heo chân với gốc hành. Quá ngon. Sắp hết rồi. Quá ngon. Béo quá. Hấp luôn. Quá là ngon nha các bạn. Đây, ăn sạch chén luôn. Còn chút xíu cặn à. Rồi, nói chung là ăn hai cái heo nó cũng hơi ngán nha các bạn. Thôi, mình xin tạm dừng video đây. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp của mình ha. Xin chào.